Kính thưa quý vị, hơn 100 con cá heo xuất hiện tại cảng Tân Tây Lan, tin từ Wellington. Hơn 100 con cá heo đã xuất hiện tại cảng Wellington của Tân Tây Lan vào ngày hôm qua. Những người đi chơi biển đã được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kỳ thú. Những hình ảnh trên đài truyền hình số 3 cho thấy, mọi người coi những con cá heo bơi lội quanh bến cảng, từ vịnh Oriental tới đảo Somme. Truyền thông địa phương đưa tin rằng, các tài xế dừng lại coi cá heo đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông. Cá heo thường sống thành từng đàn khoảng 12 con, nhưng đôi khi các đàn nhỏ có thể ghép lại với nhau để tạo nên những đàn cá heo thật lớn, lên đến hàng ngàn con. Các chuyên gia chưa thể đưa ra lý do giải thích tại sao cá heo tụ tập đông như vậy trong một lúc. Đây có lẽ là cảnh tượng cả đời mới thấy một lần. Nhưng ngày 14 tháng 2 vừa qua, người ta cũng đã phát hiện đàn cá heo lên đến hàng ngàn con tụ tập trên vùng biển ngoài khơi San Diego. Đó có lẽ là cách thức di cư của loài động vật có tính xã hội cao mà các nhà khoa học chưa hiểu hết.